Lần đầu có con, vợ chồng lắp đèn cảm biến để chăm con kịp thời. Nào ngờ hai mẹ con cả đêm mất ngủ vì tiếng ngáy của bố. Ôi trời ơi! Chắc có lẽ đối với các cặp vợ chồng từ khi có con nhỏ thì việc có được một giấc ngủ ngon vào ban đêm là một điều rất khó khăn. Bởi vì nhiều lý do như con quấy khóc giữa đêm vì đói hay đang ngủ thì con lại bị sốt. Những vấn đề này khiến cho các ông bố bà mẹ luôn trăn trở làm sao để có cách chăm con tốt nhất. Như cách của hai vợ chồng dưới đây, giữa thời đại công nghệ hóa, hiện đại hóa, hai vợ chồng đã nhanh trí bàn nhau lắp một chiếc đèn cảm biến để có thể chăm con kịp thời giữa đêm khuya. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Âm thanh tiếng ngáy gian phòng cộng với chiếc hiệu ứng ánh sáng nhấp nháy liên tục á thì đừng hỏi sao hai mẹ con ngồi đó nhìn nhau. Nhiều người còn để lại bình luận nói vui rằng thằng bé kiểu lớn lên mà tôi ngơ ngơ thì đừng có hỏi gì sao nha ông bố. Nhanh chí mang chiếc đèn bảy màu ra để cạnh chồng rồi hai mẹ con đứng quậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.